Alo. Ừ, chú Kiệt nghe đây. Ủa sao? 10 ly cà phê đá, 15 ly cà phê sữa đá. Được rồi, được rồi, được rồi. 10 phút là chú giao liền ha. Chờ chút xíu nha. Bây giờ chú đang pha nè. Rồi 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 rồi, chờ chút nha ha. Ông xã. Cái gì em? Vô sửa giùm em cái giờ nước lẹ. Thôi, bây giờ anh mới vừa nhận hàng này, người ta order là 25 ly cà phê. Nước chảy xối xả rồi, bây giờ mở ra mà đóng vô nó không có chịu ngưng. Em vô á, em lấy cái xô to đó, em hứng đỡ đi, anh 10 phút anh lên. Trời, nó chảy tới cái mức độ mà bây giờ mình cứ gom hết chậu thô xô nhà mình á là nó cũng sẽ tràn hết ra khu phố này không có được. Vợ yêu, 25 ly cà phê là lời tới mấy chục ngàn nữa đó. Không kệ nó đi, nghĩa là bây giờ nếu mà cái nước á mà nó tràn ra đây một cái là nguyên quán cà phê Lan này khửi hết lên nè, khửi hết lên xong rồi xây lại. Trong khi á bấy nhiêu ly lời không có nhiêu đâu cung. Vậy là có nghĩa là bung lên hết là mất mấy chục triệu đúng không? Mấy chục triệu khửi hết. Rồi. Cái này nó là level. Rồi, để anh sửa lại. Là đẳng cấp của cái là cái giống gì thôi. Rồi. Chú Kiệt. Khách vô gì, con. Gì con? Gần xong rồi nè. Ôi, sao con kêu chú vào mà con chờ nửa tiếng con không thấy chú vậy? Chú quên, lỗi là tại cô, con biết sao không? Tại vì chú đang pha xong tự nhiên cái nước nhà cô nó tràn bờ đê, cái là cô mới hốt chú lên để mà sửa lại nước. Con chờ chút xíu nha con. Thôi khỏi luôn đi, con giận chú rồi. Chú nghĩ sao vậy? Lần trước con kêu chú giao 50-60 ly, cái chú giao liền. Bây giờ con kêu chú giao 25 ly, cái chú kê ít, chú không giao đúng không? Không phải. Đó có chú Teo làm chứng kìa, cô chú làm ai đàng hoàng lắm. Tại bà thôi, thấy không? Cũng bà không à. Bà sai mình. Chồng bà sai cái gì bà bắt người ta phải làm liền. Trời đất ơi, ba đầu sáu tay hay sao làm liền. Cái gì cũng phải từ từ hết trơn trời chứ. Ha, bà là bà sống ở trong cái thời 2016 mà bà cứ tưởng là trong thời phong thần, quá phép được hay sao? Không. Nè nè, đó, nhìn đi, chồng bà nè. Lây quay làm này không kịp, bà sai làm khác mà phải làm liền. Ở đâu ra làm liền đúng không? Tôi nói anh nghe, trời ơi. Sao? Anh là bạn bè thân thiết với tôi biết bao nhiêu lâu rồi. Anh vô, anh phải nói vô chứ anh nói ra. Vô gì? Khách của tôi người ta đi thì hết rồi sao? Nói vô nè đó, mà coi chồng bà kìa đó đó, thấy không? Làm quất ha. Nó nghe. Bây giờ đây là không kịp phải không? Mày đừng uống quán cà phê bà Lan này nữa. Mày ra bắt đầu hẻm nè, quán cà phê ông Điệp. Ông Điệp cũng mới tốt nghiệp về, ông mở cái quán cà phê, trời đất ơi. Đã lắm, nhanh lắm, đi ra ngoài đó đi. Ông ngộ quá à. Điệp gì ở đây? Ông phải nói cho khách người ta ở lại người ta mua chứ tự nhiên ông nói ra không vậy? Trời, tôi nói vậy là tôi đang cứu chồng bà đó bà ơi. Bà sai chồng bà quá, giờ ông sắp bị loạn não rồi. Tôi nói thiệt với bà, ông đánh cờ cũng không xong với bà, ông bán cà phê cũng không yên với bà. Bà sai là bà bắt ông phải làm liền. Trời ơi, bộ ông là người máy hay sao bấm cái nút cái làm liền. Anh Hai Teo, anh nhiều chuyện quá, anh bớt là được không hả? Anh làm ha, cho mọi chuyện nó rối lên đó. Đó, bà thấy rõ ràng không? Tôi đang binh ổng mà ổng quay qua ổng cắn tôi đó, bà thấy rõ ràng chưa? Cưng. Thấy chưa? Chuyện này anh Hai Teo nói đúng mà, anh khuyên em mà, đúng là em bậy với cưng. Thôi, bây giờ chú có làm liền cho con 25 ly không? Chờ chút mày. Mệt. Chờ chút đi, cái gì mà làm liền? Tao mới phà bên này cái vụ mà phong thần rồi, bây giờ mày sống ở trong thời Tây Du Ký hay sao? Có phép hay sao mà làm cái ầm cái có 25 ly cà phê cho mày? Mày điên quá mày ơi, bộ ý mày ý trời hả? Hả? Trời ơi, nhờ ông nhắc cho cô mới nhớ, khách hàng là thượng đế. Con chờ chút xíu cô làm liền 30 giây. Trời đất ơi, con tin nổi không? Hả? Bà nói bà làm 25 ly trong vòng 30 giây. Tính đi, 1 ly á ba là ít nhất là 1 phút nè, 25 ly là 25 phút, ở đâu ra 30 giây. Xong.